Sáng nay tại Công an thành phố Cần Thơ, Tiểu ban An toàn An ninh mạng thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo đảm an toàn thông tin an ninh mạng năm 2023. Tham dự hội nghị có 180 cán bộ chiến sĩ chuyên viên các sở ban ngành và quỹ ban nhân dân các quận huyện. Tại đây các đại biểu được quán triệt phổ biến về nghị định 53 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an ninh mạng và nghị định số 13 của chính phủ về bảo vệ tư liệu cá nhân theo đó, Nghị định 53 có 7 nội dung chính quy định về các biện pháp bảo vệ, giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng cùng nội dung triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở trung ương và địa phương. Nghị định số 13 được chia thành 4 chương với 44 điều quy định những nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ các dữ liệu có liên quan.